năm, cựu danh thủ bóng đá người Brazil là Ronaldinho từng xếp đồng hương của mình là Ronaldo béo vào đội hình hay nhất lịch sử Champions League. Theo trang Sport People, bây giờ Rô võ nên thay Ronaldo bằng một Ronaldo khác, đó là ngôi sao Cristiano Ronaldo của Juventus. Đến thời điểm hiện tại, sự lựa chọn của Ronaldinho lại càng thể hiện sự bất hợp lý nếu căn cứ vào những gì mà Ronaldo đã làm được. Nên biết, nếu như Ronaldo béo chưa bao giờ được chạm tay vào chiếc vô địch Champions League, thì Ronaldo, người Bồ Đào Nha, đã có vinh dự đó không phải một mà đến 5 lần. Và các bạn đừng quên subscribe channel thứ hai của chúng mình ở đến gần dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất và ủng hộ cho kênh của chúng mình nha. Trong lịch sử bóng đá hiện đại, Cristiano Ronaldo và Ronaldinho là hai trong số những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân điêu luyện nhất. Trong đó đã có rất nhiều kỹ năng của ảo thuật gia người Brazil được CR7 tiếp thu và phát triển. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với những pha xử lý kỹ thuật mà Ronaldo học lỏm được từ Ronaldinho nhé. Là một cầu thủ có lối chơi hoa mỹ bậc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, Ronaldinho đương nhiên là rất thông thuộc kỹ năng xe đạp chống ngược. Về phía Ronaldo, siêu sao người Bồ cũng đã không ít lần tạo ra những siêu phẩm hụt khi thực hiện động tác dứt điểm cực kỳ khó này. Từ đường tạt bóng của Modric bên cánh trái, CR7 đã di chuyển lỡ đà và quyết định thực hiện một cú tung người móc bóng. Đáng tiếc, pha dứt điểm thần sâu của Ronaldo lại không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn đối phương. Nhìn cách mà CR7 hành hạ hậu vệ bên phía Bắc Ireland, những người hâm mộ không thể không liên tưởng đến phù thủy Ronaldinho ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Đầu tiên, Ronaldo thực hiện một cú ngoặt bóng cực kỳ nhanh để vặn xương đối phương. Chân sút sinh năm 1985 tiếp tục tạo ra một pha sâu kim rất tinh tế trước khi buộc cầu thủ này phải phạm lỗi với mình. Có thể nói, ngoài hậu vệ trên thế giới, theo kèm Ronaldo luôn là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Messi luôn được nhắc đến như là người xuất sắc nhất trong việc rê bóng ở tốc độ cao. Thế nhưng không chỉ M10, Ronaldo cũng đã không ít lần chứng tỏ tài năng của mình chả thua kém gì người đồng nghiệp. Mặc dù đang dẫn bóng với một tốc độ khủng khiếp, CR7 vẫn kịp thời đảo bóng và xỏ háng Boateng trong tích tắc. Trung vệ người Đức lại thêm một lần nữa trở thành gã hề trên sân cỏ khi phải đối đầu với một Ronaldo quá xuất sắc. Kỹ thuật đảo chân hay còn được biết đến với tên gọi step over đã được những siêu sao Brazil như Robinho hay Ronaldinho phát triển đến mức thượng thừa. Sau đó, chính CR7 là người đã tiếp thu và biến nó thành tuyệt kỹ của riêng mình. Chỉ cần hai nhịp đảo chân và một pha đảo hướng, Ronaldo đã dễ dàng bỏ lại sự theo kèm của hậu vệ bên phía Valencia. Có thể thấy kỹ thuật này được siêu sao người Bồ thực hiện một cách hoàn hảo và không có bất kỳ một động tác thừa. Những cú đảo chân mang tính biểu tượng của Ronaldo đã mang về cho siêu sao người Bồ rất nhiều siêu phẩm cực kỳ đẹp mắt. Trước một rừng hậu vệ Sevilla, CR7 thực hiện kỹ thuật step over cực kỳ nhuần nhuyễn để mở ra khoảng trống cho mình. Sau khi ngoặt bóng sang trái, cựu tiền đạo của Real Madrid thực hiện một cú nã đại bác không thể cản phá, găm thẳng vào góc chữ A khung thành. Thủ môn của đối phương dù đã bay người hết cỡ nhưng không thể chạm tay vào bóng. Khi còn là một cầu thủ trẻ, người hâm mộ thường xuyên được chứng kiến những pha biểu diễn kỹ thuật cực kỳ mãn nhãn của Ronaldo. Và đây chính là một ví dụ điển hình. Nhận bóng từ giữa sân, CR7 không quyết định chuyền ngay mà giữ bóng lại để thực hiện một loạt động tác kỹ thuật. Một pha xử lý đậm chất bóng đá đường phố của chân sút sinh năm 1985 đã khiến cho đối phương hoàn toàn bất ngờ và ngã ra sân không khác gì một gã hề. Không chỉ là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Champions League, Ronaldo còn biến giải đấu này thành sân khấu của riêng mình. Sau đường trả bóng lại của Higuain, CR7 đã ngay lập tức bị Sami Nasri lao vào áp sát. Gần như không cần suy nghĩ, siêu sao người Bồ Đào Nha thực hiện một cú vẫy bóng qua đầu cực kỳ ngẫu hứng nhưng cũng không kém phần hiệu quả. Góc sút được mở ra và Ronaldo cũng kịp thời tung ra một cú sút rất mạnh về phía khung thành Man City. Nếu như không hất bóng kịp thời, rất có thể Ronaldo đã gặp phải một chấn thương nặng trong sự nghiệp. Có thể thấy, hậu vệ bên phía Boston đã có một pha vào bóng cực kỳ ác ý bằng gầm giày hướng thẳng về đôi chân của CR7.
thế nhưng rất nhanh chóng, siêu sao người Bồ thực hiện một cú chích mũi giày kỹ thuật và nhảy lên để né được cú xoạc bóng. Pha bóng này phần nào cũng cho thấy được sự khốc liệt của giải Ngoại hạng Anh khi những hậu vệ ở đây thường chơi rất rắn. Kể từ sau khi Ronaldinho giải nghệ, CR7 được coi là người thực hiện thuần thục kỹ năng Elasticos nhất. Và nếu nhìn cách mà Ronaldo thực hiện, nhiều người hâm mộ còn nghĩ rằng anh 7 được sinh ra từ Brazil. Chỉ sau một nhịp đảo chân đơn giản, cựu ngôi sao Real Madrid khéo léo đưa bóng đi qua hai chân của hậu vệ đối phương. David Lopez có lẽ cũng không thể tin rằng mình bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy. Không chỉ có thể chơi bóng bằng chân hay đầu, cả CR7 và Ronaldinho còn cực kỳ nổi tiếng nhờ những pha xử lý bằng ngực. Sau đường phất bóng của đồng đội, Ronaldo thực hiện một cú đẩy bóng bằng ngực vô cùng điêu luyện để mở ra cơ hội cho đồng đội. Hàng hậu vệ đối phương đã hoàn toàn bị đánh lừa bởi pha xử lý này, thế nhưng đáng tiếc, cú dứt điểm cuối cùng lại không trở thành bàn thắng. Thật khó để đưa ra nhận xét rằng Ronaldo hay Ronaldinho có kỹ thuật xuất sắc hơn phải không nào? Đừng quên like, share và subscribe cho kênh để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!